Đàm Tùng Vận khoe giọng cực ngọt, mặt mộc của nữ chính cầm tam thượng ngọc thế nào mà được tung hô. Đàm Tùng Vận gần như để mặt mộc và ca hát trên sóng livestream. Đàm Tùng Vận vừa gây xôn xao mạng xã hội khi khoe giọng cực ngọt trong buổi livestream mừng sinh nhật của chính mình. Trước sự chứng kiến từ báo giới và người hâm mộ, Đàm Tùng Vận ngẫu hứng hát. Nữ diễn viên mặc đơn giản gần như không trang điểm. Đàm Tùng Vận được khen ngợi xinh đẹp và giọng hát vô cùng dễ nghe. Dù để mặt mộc nhưng nhan sắc của Đàm Tùng Vận vẫn nổi bật. Nữ chính của phim Cầm Tam Tượng Ngọc không đẹp kiểu sắc sảo như Địch Lệ Nhiệt Ba hay sang trọng như Dương Mịch, nhưng cô lại chiếm cảm tình bởi nét đơn giản và nghịch ngợm. Đàm Tùng Vận tỏ ra khá thoải mái khi giao lưu với người hâm mộ. Nữ diễn viên liên tục cười đùa và tạo dáng chụp ảnh vô cùng ngộ nghĩnh. Đàm Tùng Vận sinh năm 1991, thuộc hàng tiểu hoa đán 9X. Đàm Tùng Vận nhờ các phim Cẩm Y Chi Hạ, Cẩm Tam Tượng Ngọc mà nổi tiếng. Diễn xuất của cô được đánh giá dễ chịu, tính cách cũng không bị phàn nàn gì. Tuy không nổi trội hẳn, song Đàm Tùng Vận lại có sự chắc chắn và điềm tĩnh. Đàm Tùng Vận vui vẻ hát live tặng người hâm mộ. Năm 2021, cô gây sốt với vai nữ chính La Thập Nhất Nương trong phim cổ trang ăn khách Cẩm Tam Tượng Ngọc. Cẩm Tam Tượng Ngọc có nội dung xoay quanh cuộc đời nhân vật Thập Nhất Nương Đàm Tùng Vận. Thập Nhất Nương vốn là thứ nữ nhà họ La, từ bé đã chịu nhiều buồn tủi vì không được gia đình xem trọng. Lớn lên nàng luôn che giấu sự thông minh thảo vát để sống cuộc đời bình lặng. Nào ngờ sóng gió ập đến, mẹ của Thập Nhất Nương bị giết, còn nàng thì rơi vào cảnh không còn người thương yêu tin tưởng nào bên cạnh. Sau đó Thập Nhất Nương quyết định nhận lời giúp chị gái sắp chết là Nguyên Nương để vào Vĩnh Bình hầu phủ làm vợ Từ Lệnh Nghi Trung Hàn Lương. Từ đây mối quan hệ yêu đương của Từ Lệnh Nghi với Thập Nhất Nương bắt đầu đơm hoa kết trái. Bằng sự thông minh của mình, Thập Nhất Nương từng bước phá vỏ những âm mưu quỷ kế giúp Từ Lệnh Nghi lập được chiến công hiển hách. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.